xác đã mà em Ren. Hả? Trời, xe bự luôn anh Ren ơi. Xe bự ha. Đây xe bự nè. Rồi mình đi qua chơi tiếp bạn Ren ơi. Coi xong rồi, bây giờ mình đi qua chơi tiếp. Đi qua chơi những món đồ chơi tiếp nha. Hello, xin chào bạn Ren. Bạn Ren đang làm gì vậy bạn Ren? À, ồ, bạn đang chơi bạn đó là bạn gì vậy? Ồ, bạn Pikachu hả? Wow, bạn Pikachu đó chơi sao bạn chơi cho mình coi với. Ôi trời ơi, kêu hay dữ vậy ta. Bạn còn đồ chơi nào nữa không? À, đồ chơi gì vậy bạn Ren? Con vịt đánh trống. À, đồ chơi này là con vịt đánh trống hả? À, có thêm xe cảnh sát nữa hả? Wow, bạn có nhiều xe đồ chơi, có nhiều đồ chơi hay quá ta. Bạn Ren, mình nghe nói ở trong cái đống khác này nè bạn Ren, à, có rất nhiều kho báu đồ chơi á. Bây giờ bạn với mình đi tìm đi đào nha. Rồi, ok, bây giờ mình đi đào đi tìm những cái xe đồ chơi đi bạn Ren ơi, đi. Đâu, bạn đi đào đi, bạn đi đào kiếm đi. Wow, bạn Ren hôm nay đi đào kiếm. Ôi, bạn Ren hôm nay đi đào kiếm gì đây? Ôi, có cái gì vậy? Chèo lên đảo luôn bạn Ren, chèo lên đảo luôn, chèo lên đảo nhanh lên, chèo lên luôn. Ô, hay quá. Wow. Ồ. Những chú chó có họ và những chiếc xe. Phải không? Phải không? Phải không? Wow, những chú chó có họ hả? Trời ơi, hay quá ta. Bạn rắp bồ. À, có bạn rắp bồ hả? Bạn đào thấy bạn rắp bồ hả? Ôi, có cái gì kìa? Ha, à, cái pin kìa. Wow. Không phải cái pin, nó tờ giấy gì á. À, cái tờ giấy gì á hả? Ô, những chú chó có họ kìa. Wow. Dỡ nổi không? Mày dỡ nổi. Ôi trời ơi, cầm nổi đó đâu. Wow. Trời ơi. Ô, nguyên cái hộp đồ chơi bự quá vậy bạn Ren. Trời ơi, bự quá. Ui, bự quá bạn Ren ơi. Wow. Ô, rồi để đây, để bạn để đây, bạn để xuống rồi, bạn để xuống cho mình coi chứ. Cát không à? Lấy cát hết thì bạn vũ cát hết đi. Rồi, bạn lật rồi, rồi, ok. Rồi bạn để mình coi coi. Wow, bộ đồ chơi này hay quá bạn Ren ơi. Hay quá, hay quá, hay quá. À, đi kiếm nữa bạn Ren ơi, chút nữa mình sẽ mở ra chơi nha. Đào, đào nữa hả? Ủa. Ủa, ôi, trên này. Ôi, trên này hả, trên này hả? Ôi, trên nào, chèo lên đào luôn. Wow. Wow. Lên, mạnh lên, đào mạnh lên, đào nhanh lên. Đó, đúng rồi, đúng rồi. Cái xe gì đây, xe gì đây, xe gì đây? Ôi trời ơi. Xe múc cát. Wow, một chiếc xe múc cát. Xe múc cát. Wow, xe múc cát đẹp quá bạn Ren ơi. Rồi để đó đi. Rồi để đó chút mình chơi tiếp. Ồ, hay quá. Rồi đi kiếm nè bạn Ren ơi. Dạ. Wow, bạn đi kiếm rồi còn không? Ồ, còn. Còn hả, còn hả? Ui, cái gì vậy? Wow. Một chiếc xe múc cát nữa. Rồi lấy luôn bạn Ren ơi. Rồi lấy đem đây chơi nha. Wow. Rồi. Ồ, hay quá. Ôi, xe bị gãy hả? Rồi hồi bạn đem ở đây, hồi bạn sửa chữa lại luôn. Rồi đem ở đây đi, hồi để mình sửa chữa lại luôn. Đúng rồi, rồi nó đợi đây. Rồi lấy mấy lấy cái hộp đồ chơi lại luôn bạn Ren ơi. Rồi. Xe này bị sửa chữa, bạn Ren thử mở gắn lại coi được không? Đâu gắn vô được không? Nè, gắn vô coi. Nè, gắn vô. Nè mình gắn vô.
thẳng cái này. À, đó, lắp ráp lại. Lắp ráp lại. Nè, lắp ráp lại được rồi đó. Được rồi đó. Rồi bạn, bạn thử xúc cát coi được không? Rồi bạn xúc thử được không? Đó, xúc rồi. Ồ, được không? Wow, xúc được luôn hả? Hay vậy? À, rồi xúc bằng tay nha. Rồi cũng xúc được á, mình thấy xúc cũng được á ha. Rồi đâu thử chiếc xe này các bạn xem, xe màu vàng này coi. Wow, oh wow, xe này xúc cũng mạnh lắm nha. Rồi ok, hay á, mấy xe này cũng hay các bạn xem. Mở xe này ra. Ừ. Wow, rồi, chơi xe này là chó cứu hộ rồi, xe công trình rồi tùm lum các bạn ơi. Rồi ra rồi. Wow, quá trời luôn. Wow, ra rồi. Cái này gì đây? À, đầu tiên mình coi coi. À, đây là bản này bản gì hả bạn Ren? Bạn Rapper. Bạn Rapper, còn đây anh gì? Anh Rider. Anh Rider, còn đây bạn gì? Bạn Rocky. Rapper. Rapper. Bạn Trey. Trey. Rồi bạn này là phải bạn Trey đây, bạn mới là Trey à. Trey, bạn Trey đây, còn bạn này là bạn Zuma hả? Súng. Đây Zuma hay Rocky, ta này Rocky hoặc là đây là Zuma. Còn đây là bạn Muscle. Còn đây là anh Rider. Anh Rider, còn đây Sky. Wow. Anh Rider. À, anh Rider nữa rồi. Ok. Rồi, dẹp đi. Rồi mình dẹp cái này qua một bên đi. Rồi, dẹp này qua một bên nha. Ồ, oh, bây giờ mình sẽ coi. Coi cái này là gì đây? Hai cái này gắn vô chỗ. À, mấy cái này là mấy cái hình. À, mấy cái hình. Ồ, mấy cái hình. À, mấy cái hình nè. Hình này rồi mình lấy về mình dán nha nha. Rồi, lấy về mình dán nha, mấy cái hình. Ba hình. Rồi, ok. Wow, coi đầu tiên đây, mình coi cái này là gì đây? Xe đổ cát. À, đây là một chiếc xe đổ cát nè, xe ben đổ cát nè. Còn đây là bạn này bạn gì đây? Rubble. À. Không, này không phải Rubble, bạn này giống như là bạn Trey. Ủa, bạn vàng mà Rubble. Màu vàng Rubble hả? Rồi màu vàng cho Rubble luôn, nhưng mà giống như bạn Trey á. Rồi còn đây là bạn giống như bạn Sky. Không phải. Giống như bạn Sky á mà. Không phải, bạn đó biển. À, rồi, còn đây, bạn này, vậy còn bạn này. Bạn này là bạn Muscle nè. Muscle. Ó, bạn này bạn Muscle. Ồ, còn đây là xe gì bạn Ren? Xe nâng. À, xe nâng đâu bạn Ren thử coi nâng được bạn chó cứu hộ nào không? Đâu nâng thử bạn Muscle lên được không? Thôi bạn này nè, bạn này nhỏ nè. Đó nâng bạn này thử coi nhỏ ừ. Bạn nâng nổi không? Rồi nâng thử bạn nổi không nha. Rồi nâng lên. Nâng lên nổi không? Ồ, nâng nổi luôn hả? Hay ta. Ồ, nâng nổi luôn. Rồi, hay quá. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo chiếc xe này, xe này. À, xe đổ cát. Mình xếp ở đây đi. Rồi, đó, xếp vô. Ở nữa mình chơi giao thông. Ừ, chút nữa mình chơi giao thông mình xếp đi, hồi mình chơi giao thông. Rồi. Đó, wow. Giao thông bắt đầu lại để đây. Rồi mấy cái đó là mấy cái gì? Mấy cái đó là mấy cái giao thông. À, biển báo giao thông rồi để trong công trình nha. Rồi đây, đây xe gì đây? Xe cẩu. À, chiếc xe cẩu, rồi bạn sắp xếp chiếc xe cẩu đi. Rồi đây, chiếc xe này xe này xe xúc. Ồ, xe này xe gì bạn Ren? Chào. Wow, xe cẩu luôn á. Ừ, xe cẩu luôn nha. Wow, xe cẩu này đẹp quá. Xe này xe múc cát. À, xe múc cát. Rồi xe cẩu nè. Xe cẩu, rồi xe múc cát. Rồi xe múc cát. À, múc cát nha. À, xe múc cát. Wow, xe múc cát. Ồ, xe múc cát đẹp quá ta. Ồ, xe múc cát đang múc lên xe đổ cát nha. Rồi, bạn chạy đi, bạn chạy đây đổ đi. Bạn chạy đây đổ nè. Rồi, đổ. Wow, rồi. Rồi, chạy tiếp bạn ơi. Rồi, múc cát tiếp đi. Rồi, bạn múc cát nè. Đó, để đây múc nha. Rồi, ok, múc cát lên. Rồi. Đó. Wow. Đó, múc cát lên xe ben. Đó, xe ben chở cát nha. Đó, hay quá. Wow. Đó, múc. Wow. Đó. Đẹp quá bạn Ren ơi. Rồi, đi đổ cát các bạn Ren ơi. Từ từ thôi, từ từ thôi. Rồi, từ từ thôi. Rồi, đổ cát xuống bạn Ren ơi. Ok, rồi let's go. Chơi giao thông. Rồi chơi trò chơi giao thông đi. Rồi xe nào muốn đi qua là phải có bạn chó cứu hộ là mở cửa mới đi qua được nha. Rồi
À, hết. Rồi xe này muốn đi qua đúng không? Bạn muốn đi qua phải không? Rồi bạn xe chốt cứu hộ. Mở ra. Mở ra đi bạn. Rồi rồi chạy qua. Vô trong trình đây làm việc, vô trong cái bạn này đi sớm đi trong việc. Rồi bạn ấy đi sớm làm việc. Rồi xong, đây đóng cửa lại. Đóng cửa lại nha. Rồi. Đi công việc giáo bộ đi làm công trình. Rồi đi làm công trình. Rồi tới xe cẩu bút cát ra. Xe cẩu bút cát đi ra đây. Rồi bạn xe cẩu bút cát muốn đi vô công trình. Rồi mở ra. Rồi đó, những bạn cho cứu hộ canh giữ công trình nha. Có người xấu. Rồi đó, không cho người xấu vào công trình. Rồi ok. Rồi tiếp theo. Tới bạn xe này nè bạn Ren ơi. Bạn để ra đây với bạn làm người xấu. À bạn bạn cho bạn làm người xấu hả? Rồi. Cho bạn người xấu. Rồi cho bạn làm người xấu nha. Rồi bạn bạn xe này đi vô. Rồi mở ra. In. Rồi vô. Rồi đóng lại. Ok. Rồi tiếp theo. Rồi tới bạn xe cẩu bự vô. Rồi mở. Cao quá. Cao quá, mở cửa cho bạn vô. Rồi vô. Ok, đóng lại. Rồi còn bạn xe này. Rồi bạn xe cần cẩu. Rồi. Dạ. Mở cửa ra, chạy vô. Rồi ok, rồi đóng cửa lại đi. Rồi. Rồi tiếp theo là bạn 16, bạn chạy chạy vô. Nhưng mà bạn không biết bạn nào chạy vô luôn. À cho đi vô luôn. Wow, không biết cho bạn này đi vô luôn. Rồi mở không biết mở cửa cho bạn này vô luôn. Rồi vô trong đó bạn nó làm gì đây? Từ coi bạn ấy làm gì. À bạn ấy vô làm gì đây? Xe đang múc cát đi. À xe đang múc cát hả? Rồi xe đang múc cát đi. Bạn đứng yên đây. Rồi bạn đứng đó làm gì đây? Xe đang múc cát bạn đứng làm gì đây? Bạn đứng xem. À bạn đứng xem. À. Nhưng mà bạn phá một có những gì á bạn làm đó. À bạn bạn đứng bạn vô xe công trình. Bạn đang nghỉ. À. Xe đang múc cát bạn đang nghỉ. À xe đang múc cát bạn đang nghỉ gì đây? À bạn đang suy nghĩ gì đây? Rồi, ok, bạn múc cát xong chưa? Ok. Rồi, rồi xe múc cát xong rồi. Rồi, xe đi chạy ra đi đổ cát đi. Đổ cát. Ê, chạy qua cổng nha, nhớ chạy qua cổng nha. Hẹn ve lại đi rồi chạy vô cổng đi, chạy qua cổng nha. Rồi bạn chạy ra đây đổ cát nè. Ok. Ok, xong. Rồi chạy vô đóng cổng lại. Rồi. Wow. Wow, cậu nổi luôn ha. Bít 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 bít. Rồi, xe cảnh sát mở cửa vô cho xe cảnh sát vô nha. Bít 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 bít. Rồi, đóng lại. Rồi, cho xe cẩu múc cát bự vô luôn bạn Ren ơi. Mở cửa ra. Đi 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 đi. Ai, ngã ngã bạn, đụng chúng bạn kia rồi. Mở ra, mở ra, mở ra. Rồi, mở rồi. Pip 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 pip. Wow, xe bự quá. Rồi cho thêm một chiếc xe bự vô nữa. Xe bự quá xong làm cái chuyện nữa. À. Rồi tiếp theo cho xe này vô luôn bạn bè ơi. Pip 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 pip. Wow. Rồi cho có cho bạn này vô không? Bạn đang có cho bạn này vô chơi chung không? Rồi cho bạn vô luôn nha. Rồi hả? Nhiều bạn quá. Nhiều bạn quá. Nãy giờ chơi nhiều bạn quá. Thôi bạn Ren ơi, thôi bây giờ hả cũng tối rồi. Thôi bây giờ mình về học bài ăn cơm nữa nha. Thôi chào tạm biệt các bạn đi bạn Ren ơi. Chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại xa. Rồi chào tạm biệt các bạn Ren luôn nha.